Thưa quý vị, thưa các bạn, trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn được đánh giá có vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, không chỉ phục vụ nhu cầu tiêu dùng, kinh doanh, buôn bán của người dân nông thôn. Đây còn là yếu tố quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương. Theo vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương, tính đến tháng 6 năm 2023, cả nước có 7.813 trên 8.177 xã đạt tiêu chuẩn số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, chiếm 95,5% tổng số xã cả nước. Các loại hình và cấp độ chợ được phân thành chợ đầu mối nông sản tại các địa phương, chợ chuyên doanh, chợ đầu mối bán buôn hoặc một số mặt hàng nhất định, chợ hoa sinh vật cảnh, chợ văn hóa du lịch, chợ ẩm thực, v.v. Đến nay, công tác đánh giá, thẩm định, xét công nhận tiêu chí đạt chuẩn theo hướng dẫn của Bộ Công Thương về xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 đang được các địa phương nghiêm túc thực hiện. Về cơ bản, các địa phương đã hoàn thiện hệ thống chợ nông thôn, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn theo quy hoạch, phù hợp với nhu cầu của người dân. Tại tỉnh Lào Cai, theo thống kê của Sở Công Thương, trên địa bàn có 72 chợ hoạt động, trong đó chợ ở khu vực đô thị chỉ chiếm 30%, còn lại là chợ ở khu vực nông thôn. Những năm gần đây, tỉnh chú trọng đầu tư, nâng cấp và cải tạo chợ nông thôn. Cùng với đó, nhiều chợ đã được cơ cấu, chuyển đổi mô hình quản lý để xây dựng khang trang, sạch đẹp, đảm bảo văn minh thương mại, góp phần tiêu thụ hàng hóa nông sản cho bà con nông dân. Chợ Châu Ý này có diện tích là 22.000 m², thì trong đó có phân ra là các ngày và các đêm. Hàng ở đây thì chủ yếu là các phân khu này thì chủ yếu sẽ phân ra làm khu hàng của Sapa và hàng của các nông sản của các huyện ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai và một số khu vực tỉnh lân cận chuyển lên. Đây là chợ đầu mối nông sản nên là chủ yếu là hàng bán buôn. Hàng bán buôn thì tất cả các hộ tiểu thương ở đây sẽ đóng hàng và sẽ cho các người buôn ấy, người ta sẽ đi tất cả các cửa hàng nhỏ và các chợ ban ngày của các huyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai và một số chợ của tỉnh Lai Châu. Lào Cai đặt mục tiêu đến hết năm 2025 có 19 chợ được xây mới, 17 chợ được nâng cấp, cải tạo, chú trọng việc xóa bỏ các chợ tạm, chợ không bảo đảm tiêu chuẩn để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân, nhất là khu vực nông thôn, để góp phần xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Hàng năm thì Sở Công Thương đều tham mưu cho huyện tỉnh ban hành kế hoạch cụ thể để triển khai hai tiêu chí này. Thì đặc biệt là đối với tiêu chí chợ nông thôn thì hiện nay trên địa bàn tỉnh có một hệ thống chợ tương đối là đầy đủ trải khắp trên 9 huyện, thị xã, thành phố với tổng số 72 chợ, trong đó có 12 chợ hạng 2 và 60 chợ hạng 3, cơ bản là đáp ứng được cái nhu cầu mua bán trao đổi hàng hóa của nhân dân trên địa bàn. Tại tỉnh Lai Châu, đồng hành cùng các sở ngành trên địa bàn tỉnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngành công thương Lai Châu đã phát triển và khai thác hiệu quả hệ thống chợ nông thôn. Hầu hết các chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh đã có nhà chợ chính và một số công trình phụ trợ đi kèm. Các cơ sở bán lẻ phát triển nhanh chóng và phân bố rộng khắp từ trung tâm xã đến các thôn bản, cung cấp đầy đủ hàng hóa thiết yếu, phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Đến nay, trên địa bàn tỉnh, hầu hết các xã đạt tiêu chí số 7 trong xây dựng nông thôn mới. Thực hiện chương trình phát triển hạ tầng thương mại, trong quá trình triển khai thực hiện thì cũng đã đạt được một số kết quả, ví dụ như là đã đầu tư xây dựng các cái điểm chợ. Trong giai đoạn 2021-2025 thì tỉnh xác định phát triển 7 chợ thương mại biên giới, 7 chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, và đã triển khai thực hiện đầu tư 3 chợ và trong giai đoạn tới tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư. Trong những năm qua, tốc độ đầu tư phát triển hạ tầng thương mại đã có sự chuyển biến tích cực. Hệ thống chợ được quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây mới bằng nhiều nguồn vốn khác nhau như nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, ngân sách các cấp, nguồn xã hội hóa. Theo ngành công thương một số địa phương, mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực, nhưng thực tế trong quá trình triển khai thực hiện, tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong xây dựng nông thôn mới vẫn cho thấy một số hạn chế nhất định, như nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương và địa phương, đầu tư cho các xã xây dựng chợ nông thôn còn hạn hẹp và chỉ đầu tư cho một số hạng mục công trình, nên việc xây dựng chợ tại các xã còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, để hoàn thành tiêu chí số 7, các cấp, các ngành chức năng cần làm tốt công tác tuyên truyền vận động để mọi người hiểu rõ mục tiêu của việc xây dựng và hoàn thành tiêu chí là đóng góp vào sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh theo hướng bền vững, gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân,
dân làm, dân thụ hưởng và người dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới.